Hyundai đã chỉnh làng thị trường mẫu SUV siêu nhỏ Exter hay còn được mệnh danh là Hyundai Grand i10 phiên bản SUV vào tháng 7 năm ngoái với mức giá 172 triệu đến 289 triệu. Lượng khách đặt hàng quá đông đảo khiến cho thời gian chờ đợi, để nhận xe ngày một kéo dài. Cụ thể ngay sau khi ra mắt, Exter đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt và thu hút đông đảo khách hàng. Các phiên bản EX và EXO cấp cơ sở của Exter đang yêu cầu người mua thời gian chờ đợi cao nhất là 36 đến 38 tuần. Ngoài ra, tất cả các phiên bản động cơ xăng và CNG khác đều có thời gian chờ lần lượt lên tới 18 tuần và 14 tuần kể từ ngày đặt hàng. Được biết, Hyundai Exter sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt là 3.815mm, 1.710mm, 1.631mm, chiều dài cơ sở 2.450mm. Hyundai Exter còn được gọi là tiểu Santa, phê với kiểu dáng khối hộp vuông vức theo ngôn ngữ Sensor Wordstortize. Cả đèn LED định vị trước và đèn hậu đều được tạo kiểu chữ H. Đèn chiếu sáng chính đặt thấp. Bản cao cấp dùng đèn LED dạng thấu kính. Không gian nội thất của Hyundai Exter có các bố trí khá giống với đàn anh Grand i10, với vô lăng dạng tròn có 3 chấu. Bảng đồng hồ tích hợp màn hình LCD 4.2 in, màn hình giải trí trung tâm có kích cỡ 8 in kết nối Apple CarPlay Android Auto. Hyundai Exter cung cấp một loạt tính năng đáng chú ý như tay lái trợ lực motor, sạc điện thoại không dây cửa sổ trời chỉnh điện, ghế bọc da, cần số bọc da, hệ thống thông tin giải trí và bản đồ hỗ trợ cập nhật OTA, màn hình thông tin giải trí HD 8 in hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay, kết nối Bluetooth, Home to tích hợp Alexa. Các trang bị an toàn trên xe gồm kiểm soát ổn định điện tử quản lý ổn định xe, 6 túi khí, báo trộm, kiểm soát hỗ trợ đổ đèo, ABS với EBD, dây an toàn 3 điểm và nhắc nhở cho cả 5 ghế. Hơn nữa, chiếc xe còn có camera đỗ xe phía sau, đèn pha tự động, VM ngày và đêm với điều khiển bluelink, neo ghế trẻ em, bộ chống sương mù phía sau. Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Exter là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.2 lít lấy từ Grand i10 OS và Aura. Động cơ được kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động AMT. Động cơ xăng cung cấp công suất 81 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Exter cũng có sẵn với bộ CNG do nhà máy trang bị, giúp giảm nhẹ công suất và mô men xoắn xuống lần lượt là 68 mã lực và 95 Nm. Trước đó, Hyundai Exter đã được đồn đoán sẽ về thị trường Việt Nam dưới dạng lắp ráp trong nước. Thông tin này càng thêm có căn cứ khi mà một số đại lý đã bắt đầu nhận độc cọc mẫu xe này. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được thành công mô tô xác nhận. Có thể thấy thị trường ô tô Việt Nam đang ngày càng nghiêng về những mẫu xe gầm cao, đặc biệt là những mẫu phổ thông có giá rẻ. Do đó, Hyundai Exter nhiều khả năng rộng cửa mở bán tại Việt Nam và cạnh tranh trực tiếp với Kia Sonet và Toyota Toy Raize.